Chiều ngày 26 tháng 8, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã mời chị T, 21 tuổi, ngụ quận Bình Tân, là cô gái tố bác sĩ đòi vui vẻ mới đưa thuốc trị ung thư cho mẹ để lấy lời khai, làm rõ nội dung trong đơn tố cáo của chị này. Trước đó, chị T đã gửi đơn tới Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Bộ Y tế và nhiều cơ quan chức năng đề nghị giải quyết hành vi có dấu hiệu vi phạm y đức, quy định về khám chữa bệnh của bác sĩ NC, công tác tại khoa y học hạt nhân, bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Chị cho biết mẹ bị ung thư tuyến giáp phát hiện đã xâm lấn khí quản. Chị quen biết với bác sĩ C và bác sĩ này từng hỗ trợ tư vấn điều trị cho mẹ chị T. Vì hết cách nên chị T nhắn tin cho bác sĩ C để nhờ. Sau đó, bác sĩ hẹn chị T đem hồ sơ bệnh lý của mẹ chị tới phòng khám ở quận Tân Bình để đưa thuốc. Chị T cho rằng bác sĩ C lợi dụng tâm lý lo lắng muốn cứu mẹ nên đòi vui vẻ. Ngày 15 tháng 4, chị T tới đây đưa hồ sơ thì bác sĩ C nói là hết cách điều trị và chỉ còn có thể dùng loại thuốc Lenvastatin 10 mới có thể kéo dài sự sống. Bác sĩ C còn nói đây là loại thuốc nội bộ và phải được kê đơn của các bác sĩ. Sau đó, bác sĩ tiến tới ôm chị T thì chị này phản kháng và ra về. Hôm sau, bác sĩ C nhắn tin cho chị T nói tình hình mẹ của chị có khả năng xấu. Tối ngày 18 tháng 4, chị T tiếp tục tới đây để gặp bác sĩ C lấy thuốc trên về cho mẹ mình. Tại đây, chị bị bác sĩ C ôm và quan hệ tình dục. Tuy nhiên, sau khi uống loại thuốc do bác sĩ C đưa, mẹ chị T bị biến chứng, phải vào bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với bác sĩ C, tuy nhiên bác sĩ này không thừa nhận hành vi xâm hại tình dục. Phía bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cũng cho bác sĩ C tạm dừng công tác chuyên môn để làm các thủ tục tường trình sự việc.